ốc heo nè, đã chưa? Ốc heo. Nhìn hấp dẫn chưa? Rồi cái lẩu quá ngon. Quá hấp dẫn. Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã trở lại với Lưu Linh TV. Hôm nay vợ chồng của Lưu Linh tới Lemongrass Hot Pot ở trên Hollywood ăn nha. Mình ăn lẩu các bạn ơi, all you can eat hot pot. Mấy bạn biết không, cái hot pot này á, nó nằm gần ở bên Hard Rock Hotel đó. Casino mấy bạn. Nó casino kế bên, ăn xong mà có muốn vô quýnh bài thì các bạn có thể qua bên đường đi quýnh bài nha. Nằm ở bên đường á. Đây để giờ mình vô đây mình coi cho mấy bạn xem chỗ này. Ba giá của người lớn là 31.95 người. Còn nít 4 tuổi trở lên là 16.95, 4 tuổi tới 10 tuổi. Mở cửa 2 giờ cho tới 11 giờ đêm mấy bạn. Bây giờ mời các bạn đi vô trong 7.000 tầng ăn với Lưu Linh nha. Đó. Đây. Lemongrass Hot Pot. Đây là bàn. Lưu Linh có tới đây rồi mà cái này là cũng 2 năm trước rồi, bây giờ hai vợ chồng mình trở lại đây ăn. Ngồi đây đi hả? Dạ. Ngồi đó đi. Các bạn bây giờ là mình sẽ chọn cái base nha, cái soup base của mình á, mình thích em thích ăn cái tom yum á anh, cái ca. Mình thích ăn cái base nào á thì mình order là cái nước soup đó, người ta đem ra cho mình. Nè, tom yum lemongrass Thai style. Cái Taiwanese hot spicy cũng được. Mình thích cái mình chọn cái base rồi mình sẽ đi lấy thịt mình ăn thôi. Muốn ăn nhiều cũng được mấy bạn. Thank you. The broth. I'll do the tom yum. Look, có nước chấm đậu. What about the Taiwanese hot and spicy? You want mayo, medium? Hot. Is that good flavor? Yeah, it's pretty spicy. Okay, thank you. Bây giờ mình order cái soup xong, bây giờ mình đi lấy đồ ăn mấy bạn. Nè các bạn, đây là thịt bò. Đó. Beef patty nè, thịt bò. Này là fatty. Này lamb. Lamb là thịt cơ, thịt cừu á anh. Cừu á. Cái này thêm thịt bò nữa. Thịt heo. Cái thịt gà. Ức gà. Còn bên đây là trứng nè. Trứng gà. Nui rô. Trứng cốt. Ủa anh, cái này có rice cake nữa hả? Tàu hũ chiên. Fried tofu trong đó. Gì giò chó quẩy. Đồ ăn bông này tự dưới đấy không? Nè quá trời đồ ăn bông luôn. Ôi bữa nay là hồi lúc Mỹ Linh với anh Lưu đi á các bạn là COVID mới hết. Bây giờ không có được giống như vậy. Đúng rồi. Đó, bây giờ là đẹp hơn nè. Coi nấm đủ thứ loại ha. Ba loại nấm nha. Này cải ngọt, seaweed, có rau muống. Nay có rau muống. Rau muống với rau watercress. Cần rau gì em? Ăn nước. Còn ở bên đây thì ba cái chả cá rồi. Chả cá, huyết nữa, có huyết nè. Cái này chả cá với huyết. Bánh canh, nếu mình thích ăn bánh canh. Cái này là shrimp ball. Dạ, shrimp ball, crab stick. Ở bên kia là xưởng đồ á. Có lobster ball nữa luôn. Lobster ball, fish ball bên kia. Có pork dumpling nữa. Này có scallop nè, squid, mực. Có cá Việt Nam á anh, sway fish á.
Không, cái đó không biết cái gì hết. Em cũng biết. Ồ, cái... còn này tôm nữa nè em. Hả, tôm. Đang đem ra nhúng á. Anh biết hồi lúc COVID là mình phải order người ta cua đem ra nè. Cho mình. Có cua nữa nè. Luôn khác. Có clam nè ha. Có gan. Cái này ốc heo. Ốc heo à hả? Ốc heo rồi gan gà. Đã chưa mấy bạn? Đầy đủ luôn. Đã chưa? Đó. Đi qua phía bên kia. Phía bên này nữa nè. Ở đây là ba cái đầu. Ồ, đầu ngọt, đầu tráng miệng. Thật hả? Đó, mình ăn xong mình lại lấy đầu tráng miệng. Mấy cái sauce mình để chấm cho em. Đây là hot bean curry hả? À hả, ha, giống như tàu hũ, có tàu hũ đậu á. Đó, mấy cái sauce mình đem lại cái mình. À, nước mắm, nước tương. Dầu mè. Muốn ăn cái nào để anh múc cho. Cho em nước mắm với hot chili oil. Nước together hả? Dạ. Tặng chấm á, nè, nước mắm đây nè. À, đã không? Đó, đầu, miếng mắm đầu. Này nước mắm nè. Rồi, tặng chanh vô nữa là ok. Dạ. Rồi anh thích ở đây có ớt jalapeno rồi nữa anh. Đường không? Xíu đường không? Cho tí xíu đường nha anh. Có tương hột nữa không? Có oyster sauce nè. Hả? Để cái cây hot oil để mấy cái quán luôn. Ok. Nè nè, bên đây là mình có nếu mà mình muốn ngò, hành ngò để mình để vô cái súp của mình đó các bạn. Gừng với tỏi, jalapeno. Còn có ice cream nữa nè, nếu mà ăn xong muốn tráng miệng thì mình ăn cà rem. Anh hôm nay là không có giống như hồi trước á, đi thoải mái hơn hả anh ha. Dạ. Yeah. Hồi lúc không. Dạ. Đi, giờ mình đợi bàn mình đi. Okay. Cái súp của mình tới rồi đó. Nghe, cái súp của Lưu Linh tới rồi nè. Ồ, của anh nhìn thấy đã anh luôn. Này của Taiwanese. Của người Đài Loan. Còn của Mỹ Linh là Thái. Nhưng mà các bạn đừng lo, Lưu Linh có đem đồ niêm theo. Đúng rồi, tại nhiều khi câu vậy á, mình ăn không có được á, mấy bạn mình phải đi thêm chút xíu của mình vô. Thôi giờ mình đi lấy thịt tới đầu đi, lấy thịt bông nữa ha. Dạ. Mình thích gì mình tự lấy đó nha. Giá là 31.95 người. Ăn là kêu hùng bà nhảy luôn á, muốn ăn nhiều cũng được hết, ăn xong rồi nằm ngủ không dậy ăn tiếp. Em ăn thịt bò em. Dạ, em thích thịt bò. Đừng lấy thịt gà thôi anh, tại thịt rồi. Gà ngán. Mấy bạn biết á, lên đây á ăn mấy cái này á mấy bạn, đáng cái đồng tiền mà các bạn ơi. Yeah. Đó, thấy chưa? Đó, đã luôn. Đó. Đây nè. Wow. Phần này thịt lam hả? Dạ cái đó lam. Anh muốn thử lam không? Thử đi. Thử. Gì cũng thử hết á. Anh hồi biết em muốn thử gì nữa không? Ốc heo á. Oh yeah, đúng rồi. Chắc nó béo lắm hả? Mình thử hết tại vì em biết 31 đồng á, mang cho đáng 31 đồng. À hả. Đây thêm bò nữa nè. Dạ. Không có ăn heo đâu, anh không ăn không, heo đâu. Khỏi lấy heo. Dạ hả? Này thêm bò. À hả, bò mình để chung đây. Giống mày mấy cái bánh không mấy bạn Đức? Bánh kem roll up ice cream okay, hồi bữa. Đây lặn đi. Đây có hai cái tay à. Đâu lấy mấy tờ. Không. Được chưa? À, rồi. Ốc heo nè. Ôi, em muốn ăn ốc heo em. Dạ, thử ốc heo chắc béo các bạn. Ăn lẩu có ốc heo. Anh có muốn clam gì không? À, chắc không đâu, anh ăn thịt bò thôi, ăn mấy cái đó giờ ấy lắm em ơi. À. Để thấy tôm. Mực không anh? Ăn rau mực không? Ăn chứ. Lấy 4 tôm này ha. À, với rau mực. Này cá nè. Không, anh không ăn cá nữa luôn kìa. Oh, maybe lobster. Shrimp bò hả? Mình lấy riêng dĩa khác không anh? Đây có dĩa nè, em cầm dĩa này cho. Đây. Anh lấy đi em cầm cho. Cái nào, em muốn cái nào? Cái lobster nè. Nè. Cái bên kia là fish ball. Lấy hai cục cũng hay. À hả, hai cục mình thử đi. Rồi còn này này fish. Fish ball bên kia. Có bò dời viên nữa nè. Muốn không? Hay là hồi mình trở không, lại không đi các đâu. Bạn. Vậy được rồi. Để coi coi gì nữa. Chắc anh lấy cái quýt quá. Nha, quýt đây đây. Ô này quýt vịt nha anh. Quýt vịt hả? Dạ. Chơi luôn. It's better. Đẹp heo gì cũng chơi hết. Trời ơi.
ô lấy cá không? Cái thử này không? Cái gì? Thử một cái đi, hai đứa thử một cái. Đây luôn. Ok, hai cái. Hai cái hả? Giống mày cá tắc lát vậy. Ờ. Rồi. Rồi chút cầm cái dĩa thôi đi. Dạ, lại lấy rau. Lấy rau mình. Coi em ăn núm nào, núm này hả? Hay là em cái... thích mấy cái núm này nè. Cái này hả? Dạ. Ok. Núm đó với cái núm mà cái này nó có cái oyster mushroom. À hả, cái oyster mushroom á, lấy chút đó với oyster. Rồi đã lắm nha các bạn, có mì gói đây này nha, nếu mà mình muốn ăn mì. Cái núm này là hết sảy đó, cái núm oyster này hết sảy ngang. Nó vừa dai mà ngọt nữa. Rồi nó muốn. Miếng là muốn với lại cái watercress hả? Dạ. Anh có muốn lấy Taiwanese spinach không? Này. Không. Anh khỏi mình cái ăn rau muống với kia thôi ha. Đúng rồi. Coi rau đã không? Nào nguyên cái dàn rau nè. Mấy bạn rau muống này ok này nha mấy bạn. Biết sao không? Tại có sâu ăn quá. Có sâu ăn nè. Nhìn thấy là mê rồi. Đó. Còn miếng quá là khác đi. Cho em miếng và... miếng gì đó. Napa cabbage. Cải Hàn Quốc hả? Dạ, cho em miếng cải Hàn Quốc. Đây, cải Hàn Quốc bên đây đi. Thôi giờ mình đi lại bàn các bạn ơi. Đâu, bây giờ mình thử miếng cái nước nước súp á. Coi coi mình có cần thêm gì vô nữa mấy bạn. Tại lưu lên đi là đem một niêm được khao các bạn ơi. Thấy đã ha. Mình nghĩ bởi vậy mình lấy cái miếng này để mình ăn bỏ mứa tính tiền thêm à. Đúng rồi, mình không được bỏ mứa các bạn. Ta nói mình là bỏ mứa để tính tiền mình á. Hơn bao nhiêu 150 gram hả? Wow, cái nước súp của Taiwanese khá là spicy nè, được á. Cay hả? Súp của Hàn Quốc. À. Cái này húp lộn xuống á, lộn đổ á là mình bị kêu bằng ho nghe mấy bạn. Cái này cũng cay, thêm miếng bột già. Spicy. Ok, giờ mình thả vô ốc hèo đi ha. Cho miếng ốc hèo vô đi. Các bạn nào mà có du lịch đó mà có muốn qua đây ăn lẩu á. Cái này là lần thứ nhì Lưu Linh tới đây nha. Mình đi tới đây là hồi lúc COVID. Bởi vì không có giống như vậy là tự do mình lấy đồ ăn. Lúc kia là Lưu Linh phải order, nhớ yeah, là nó hơi dở. Tại hồi lúc mà Lưu Linh quay hồi cố về đó nó hơi dở mấy bạn. Yeah. Tại vì mình không có được tự đi lấy đâu ăn. Mình muốn gì là cái người ta bưng ra. Cái này thì em thấy vui hơn. Cái vậy là nó quá vui rồi, nó quá đã rồi. Tại mình muốn ăn bao nhiêu á mình cũng lấy được hết á. Tại vì cái kia mình muốn ăn xong cái mình cứ kêu nó đem ra thêm. Bởi vậy nó mắc cái hay đi. Cái này là ăn bể bụng luôn á. Nè em nhớ em có cải của em đây nè nghe. Có sảy ha. Dạ. Ngon ha. Cái này nước chấm nãy anh có lấy nước chấm chanh. Có, em có cần miếng chanh không? Để em coi. À ha. Ồ. Để vô sốt. Cái này chắc mình cho mấy con tôm vô luôn em ơi. Cắp tôm vô đi. Gắp tôm xong cái mình nhờ mình nhúng nhúng mấy cái mấy bạn lên đây ăn mấy cái này ăn mấy đít thôi, ăn thịt bò nó đáng hơn mấy bạn. Đúng rồi, mình bỏ cái miếng bò mỗi đứa một cái anh ha. À, một cái đã ha. À. Rồi cái này hôm nay ăn rồi bánh xác này. Cái này nè đang có bụng mà này đói mắt các bạn ơi. Mấy bạn xuống đây mà có bánh bài ở Miami là ở chỗ khách sạn Hot Rock á mấy bạn. Đi qua bên đường ăn nè. Đúng rồi. Qua bên đường ăn. Tới bên đường. Ừ. Ăn cái lẩu của anh cái nào đẹp quá em. Tại vì hot and spicy mà. Ờ. Đó. Rồi, cho cái chả cá vô luôn đi. Uh-huh. Cái rào mình để đây nè. Nãy Mỹ Linh mới lấy miếng bánh canh.
lưu không có ăn mấy cái bánh canh hay là mì hay gì mấy bạn. Mình có trứng cút nữa. Ngày mình tính hai lâu được em. Dạ. Ừ. Cho nó sôi á, cho sôi lên. Đạo quá, thương quá, vô mấy bạn nha. Vô, Mỹ Linh uống trà xanh. Mời các bạn. Mời các bạn lẩu cùng Lưu Linh nha. Bạn nào có du lịch qua Florida chơi xuống Hollywood đi đánh bài đói bụng qua đây ăn lẩu là hết sạch. Khỏi nói, ăn nhiều cũng được nha, ngồi cái ní. Nấm nữa, nấm nữa. Người cái lẩu nhỏ nhỏ dễ thương chứ. À. Anh còn mình đi 2 năm mà lâu quá em quên. Quên ăn hả? Quên cách ăn hả? Sao? Tưởng em nói quên cách ăn, cách ăn chứ. Đó, thấy cái lẩu của anh Lưu chưa? Ăn vậy mới ngon mấy bạn nè không? Nè, em muốn nè. Em muốn ngọc giá này mấy bạn. Vì sâu ăn. Đừng sợ, tại vì có sâu ăn đó là mình ăn được. Đó, đã chưa? Tự xử đi. Cái lẩu của Mỹ Linh nhìn chua cay, nhưng mà cái màu của anh Lưu thì nó có chili oil nhiều hơn á anh nha. Yeah. Rồi, nhìn hấp dẫn chưa? Rồi, cái lẩu quá ngon. Quá hấp dẫn, quá hấp dẫn. Anh để anh nhúng thịt bò vô sao hả anh? Yeah, để hồi nó sôi anh mới nhúng vô. Yeah. Còn nhờ anh bỏ cải, bỏ rau thì vô trước. Giờ mình nhúng miếng thịt bò vô đi. Em có lấy cái tàu hũ anh thích á. Yeah. Nhúng thịt nhúng nha. Cái lẩu mà mỗi người một cái về ăn nó sạch sẽ nó ngon ha. Cái mạnh miệng đó các bạn. Uh-huh. Mạnh ai nấy ăn. Chưa có ấy gì mà thấy chảy nước miếng rồi trời ơi. Ngon. Rồi miếng nước chấm kìa. Của anh vừa ăn mà. Bởi vậy đó, 31 đồng 95 cent thôi. Yeah, quá đáng, đáng lắm. Quá đáng luôn á. Em để đồ bao nhiêu của em hay bị lạc? Để thì bởi vậy anh mới bỏ vô, tại vì mình bỏ vô đồ băng vô cái nó bị lạc bớt cái nước súp lại rồi. Đúng rồi. Cái này mà có nước mắm, để em đi lấy nước mắm. Nãy anh bỏ nước mắm vô kia cho em mà. Nước này chập, để em lấy nước mắm. Anh cứ ăn đi. Không sợ ăn dần, biết nào? Để chén nước mắm á. Lại đi. Ngon quá. Ngon quá. Leo heo. Leo heo. Nè, các bạn thấy không? Heo chín đây nè, thấy không? Quá sướng, quá sướng. Cái này nóng lắm nha mấy bạn, từ từ ăn nha mấy bạn. Nóng gì lắm luôn á. Béo, quá béo luôn á. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Cái nước chấm nãy luôn lấy á. Rất thực tế. Miếng nước mắm, chút xíu đường, nặng miếng chanh dâu. Tuyệt vời. Anh có hành ngọ nè, nếu mà anh muốn ăn hành ngọ nha. Rồi em làm cái tô giống như chén bánh canh vậy á. Ui. Quá ngon, quá ngon. Phê. Đi ăn ở đây giống như tính 32 đồng đi các bạn. Rất là đáng. Của em soi quá trời. Ăn chảy nước mũi luôn mấy bạn ạ. Cũng cay á. Cái này huyết dịch nè các bạn. Ồ, đã không? Cái này là miếng huyết dịch đó. Thịt bò, cắt ra mỏng mà có miếng mỡ nữa, trời ơi. Trời ơi, nó ngon. Từ từ ra ngay vậy đưa phỏng miệng các bạn ạ. Nhà nóng. Nóng, trời nóng.
Ngon quá. Ly tới đây á, Lu chỉ thích ăn cái đầu muống với lại mấy cái nướng nè. Ồ, quyết dịch nè. Quyết dịch nè, giờ mình thử miếng quyết dịch nha. Nó dai dai luôn. Người ta có để bột chậm á. Có không? Dạ, anh ăn thử đi. Thấy không? Chứ không phải gì quyết không nóng á. Cái này mình nóng chứ không phải nó nóng. Ừ. Ừ. Cái này là cái ốc heo nó. Ốc heo đó thấy không? Nãy nãy nàng cái đó béo đã lắm em. Dạ, hiện hồi lấy thêm. Cái nấm đường mushroom, cái oyster mushroom này ngon quá trời. Ăn mà thật dốt. Có đã không? Cái ốc béo lắm các bạn ơi. Miếng chả cá. Ngon lắm. Các bạn biết quan trọng là cái nước sauce mà để mình chấm các bạn. Mình làm cái nước sauce mà chấm ngon á là mình nhúng cái gì vô cũng ngon hết á. Ăn ngon. Chả cá ăn cũng được chấm em. Dạ. Ngon quá. Em thích cái ốc heo. Dạ. Cái ốc heo ngon, chút mới lên lấy thêm. Nhưng mà để mình ăn hết rồi sao. Ngon quá. Đáng lắm. Đáng 32 đồng. Quá đáng luôn á. Quá đáng. Mình ăn chừng nào mình no thôi các bạn ơi. Ăn xong rồi lăn lăn mấy vòng á, lăn tiếp cũng được á. Đu sợ ăn dặn vô áo dơ. Thì bỏ anh bỏ vô nhúng lên ăn dạ. Nó mềm quá chừng ngon như mình lấy ra liền á. Dạ. Đã chín rồi. Nhìn thì nóng quá. Này vừa ăn vừa thổi. Ăn lẹ quá là phỏng miệng đó nha các bạn. Từ từ. Từ từ không? Bỏ đây ha. Cho miếng là bún nè. Nhớ lấy ít thôi. Mình ăn xong mình lấy tiếp. Đúng rồi, để thôi bỏ mứa bị người ta tính tiền mình. Nhiều khi á mình đói mắt cái mấy bạn biết không? Mình lấy á quá trời lấy cây xe lại cho mình ăn hết á, uổng á không mấy bạn, là người ta tính tiền không? Nhưng mà thấy làm vậy hay em ha. Hay chứ anh. Bạn cho người ta được cái vô đúng rồi. Thấy uổng đồ ăn luôn. Tại mình ăn mà bỏ đồ ăn uổng lắm các bạn. Cái nước chấm mình làm ngon, ngon quá không? Ừ. Nước mắm với đường với sữa rồi cơm không? Ăn nóng chảy mũi chịu không nổi các bạn ơi. Tại sao mình chờ lâu quá mình mới làm cái bí rồi cho mấy bạn xem vậy em? Mình quên. Tại đi cũng 2 năm rồi. Tại vì Lu Linh lo bận, anh Lu có ngày đi câu cá không mà. Lu ghiền câu cá. Bởi mình dẫn mấy bạn đi ăn thường xuyên. Câu mấy bạn bước. Chỗ đứa ăn. Ngọng á. Vô mới chống đứa bụng mấy bạn ơi. Tại vì ăn không vô á, đau bụng chết á. Tối nay cũng ly luôn. Ăn với nước trà. Vô, cheers. Ui mẹ bảo quá. Uống nước trà lạnh ngon. Dạ. Yeah. Dạ. Hết sảy. Em mà đi mình lấy một cái về ăn đó, nó đã lắm. Nó không? Mình ăn đủ thứ được luôn. Anh nghĩ Thái Định thích này không ta? Hát. Nóng quá. Cầu muốn ở đây á, chúng thích ăn lắm tại nó mắc tiền. Anh thích có quýt không nhỉ? Quýt hả? Mình thấy ok không ạ? Ok, ok. Mà cái ốc heo rất là ngon. Chả cá cũng ngon các bạn, thịt bò là hết sảy rồi. Bò khỏi nói.
Lên đây ấy, ai mà thích ăn thịt bò, nhúng bò không là kêu bằng lấy vốn lại rồi đó. Cái này giống như cá thác lá. Ăn, múc. Không để cái xài quên dưới đó. Dạ. Nó càng ngon. Nếu kỳ em cũng lấy lộn, mình nhớ không? Ừ. Em nói bữa nay em lấy giống anh mà em cứ tưởng là cái hát. Ăn chung nhanh đừng ạ. À. Em muốn ăn nhiều ăn. Hết nước lèo thì ta đem ra chế. Ừ. Mà em nhiên loại nó cũng ngon. Ừ. Ui mẹ, mấy cái ốc heo á tê luôn á, tê tái người luôn. Ốc heo ngon các bạn. Em cũng chảy nước mũi nữa hả? Ừ, cay quá, vừa nóng mà vừa cay nữa. Thích hà. Mấy bạn nào mà chưa có tới đây ăn á, có xuống đây chơi á, mấy bạn ghé ăn. Mỹ Linh có để địa chỉ nha các bạn. Hả? Tại có khi Mỹ Linh á, có để địa chỉ trong màn ảnh, rồi có để trong description, rồi có trong comments nữa mà. Lúc nào cũng có địa chỉ trên màn ảnh cho mấy bạn xem hết á. Mà các bạn lúc nào cũng hỏi, tại vì Mỹ Linh có để, nếu mà không có trong màn ảnh thì lúc nào cũng có trong description nha các bạn. Các bạn cứ chú ý là sẽ thấy thôi. Chứ mình đi quay kiểu này mà không để cho mấy bạn, không cho mấy bạn biết địa điểm là chỗ đi ăn uống rồi á, không để địa chỉ á, mình quay chi không? Yeah. Mà mấy bạn coi kỹ chút xíu là mấy bạn thấy à? Cái ốc heo đó. Nó ngon quá. Nó ngon chuẩn nổi luôn á, mùi hôi đó. Nó chảy vô măng á. Mà đi tới đây ăn nha các bạn, để bụng đói nha. Ăn ăn ngon hơn. Đừng có đói quá ăn cũng không được nữa. Dạ. Yeah. Bình bình thôi. Ngon quá sắp. Ừ, ăn. Chả cá này cũng ngon với anh, giống như cá thác lát vậy á. Không, không phải đâu. Nhưng mà thơm chứ, em không có nghe tên. Cá thác lát cái dài. Ờ. Làm giống, ngon. Quá sướng. Hai vợ chồng á, ở nhà nấu cái nồi lẩu á, là hết cả 100 đồng rồi các bạn. Hai vợ chồng dắt ra đây ăn á, tốn có 42 đồng, chỉ 32 đồng là 64 đồng à. Sáu chừng 70 đồng trở lại. Đại biết không, mình nấu lẩu lúc nào phải mua xương về, mua thịt bò, mua tôm, mua rau, mua là mất kêu cộng lại á, mắc hơn là đi ăn á các bạn. Mắc hơn nhiều. Ăn quá sướng rồi. Còn không á, mình trả tiền đi về thôi, không cần nhậu nhẹt. Đúng rồi. Mà ăn ngon nha các bạn. Mấy ăn bạn ngon. Thấy lưu ăn chỗ này mấy bạn biết ngon rồi đó. Nhưng mà mình phải đem đeo đồ niêm nếm của mình chút xíu. Chỉ vậy thôi à. Mà nếu các bạn không có cũng không sao, mình tự niêm. Cũng chẳng có đường, có muối, có nước mắm. Nhưng mà không có bột ngọt thôi. Mà cũng không cần. À, nó sẽ balance ra thôi. Trời, người Việt mà thích ăn bột ngọt mà. Anh đang chạy buổi mà chụm nổi luôn á. Chạy cay với nóng á. Ngon á. Có mừng không? Vô miếng bạn. Mấy bạn biết không, tới đây mình uống bia không dám uống nhiều, tại vì no bia mình ăn không được, buồn lắm. Nhưng mà ngon quá trời. Mấy tôm mình hết sảy luôn rồi. Hết sảy rồi bảy. Bánh canh bột gạo nè. Có bánh canh bột gạo. Mỹ Linh làm tô súp bánh canh nha. Luôn làm thành tô bánh canh nè luôn. Trời ơi. Ăn kiểu này giống em vậy chắc bị lỗ chết rồi. Em làm vậy là một tô bánh canh để xíu xíu là em ăn no rồi. Tô bánh canh có trứng cút nè ha, ốc heo nè ha, chả lobster, chả cá tùm lum luôn. Vậy cái tô bánh canh đó chắc 32 đồng em. 32 đồng.
ăn vậy lỗi chết rồi. Ờ. Ăn giống anh vậy á, có lý hơn nha. À. Ngon lắm chứ bộ. Ừ. Luôn ngon á. Ngon thì ăn đi. Ngon ăn đi. Bánh canh bột gạo nha các bạn. Rất ngon. Ăn bánh canh bột gạo dai dai. Mấy cái chả này mấy bạn toàn là bột không à? Sao? Bột nhiều. Hả? Uh-huh. Mà cái chả cá tươi nãy em thích hơn. Dạ. Yeah. Cá trong yeah. Cái giá màu đen á. Uh-huh. Ngon quá. Quá ngon. Quăng mà coi cái áo của mình dính dơ không? Tại sao nó văng á? Sao luôn hết sảy còn mà bảy luôn. Cái từ giống hệ cái từ của anh cho nhá, xin lỗi chịu không nổi mà. Ngon hay vậy? Anh ăn cần nước không anh? Ừ. Tại nhà anh quên không? Quên rau nè. Không biết trời. Ừ. Khúc nóng. Ừ, cũng khúc nóng chứ ngoài trời. Rồi mình lấy vậy mình ăn là perfect luôn em ạ. Dạ, vừa đủ luôn á. Yeah. Lấy nhiều bỏ muối ủ. Ngon quá. Rồi mấy bạn ơi, giờ Lưu Linh cũng gần cái máy này ăn ngay thấy mấy bạn. Xong cái mình chuẩn bị cũng đi về đi, tại sợ kẹt xe em. Dạ, vì tại mình lên đây hồi đi về là rất là kẹt xe luôn á, nhất là ngay cái đường sân bay. Mình tới đây mình ăn món lẩu này á, mình quay cho mấy bạn xem, mình muốn share với mấy bạn có qua bên tiểu bang của Lưu Linh chơi á, có biết chỗ đi ăn lẩu chỗ này chỗ kia đó bạn, nó đỡ không giúp mấy bạn chút xíu. Đúng rồi, với theo cái khổ vị của người Việt Nam mình á, ăn được rất ăn ngon các bạn. Lưu đi đây, chấm điểm á, nếu mà ăn cái này chấm điểm á là Lưu cho nhất cũng 7.5 á nha. À, 7.5 đó. Dạ, Lưu Linh chúc các bạn mình một ngày vui vẻ nha. Các bạn nhớ cho Lưu Linh thích tâm á, nhớ ủng hộ cho Lưu Linh để có những cái điều tiếp theo. Ok mấy bạn, bye mấy bạn nha. Rồi, ốc heo nè, đã chưa? Ốc heo. Cho vô miếng nước mắm đi. Dạ. Giật tiếp. Ốc heo. Ngon quá trời ngon luôn các bạn. Khỏi nói à. Vừa nóng vừa thổi nha. Ăn từ từ nha, cứ đừng phóng miệng á. Nó béo như bơ vậy á. Uh-huh. Ui. Quá đã. Quá ngon. Con năng còn chảy nước mắt mà. Đổ mồ hôi á. Nóng quá như cay á. Uh-huh.